Viettel Hưng Yên vừa tổ chức trao thưởng cho 14 khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình mua gói data trúng ngay lọc vàng với tổng trị giá giải thưởng gần 100 triệu đồng. Đây là chương trình chăm sóc đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký sử dụng gói data Viettel, một gói dịch vụ mới. Khách hàng gia hạn gói với giá lớn hơn 50.000 nếu được nhận mã dự thưởng của Viettel. Điều đặc biệt của chương trình là khách hàng tham gia trong thời gian khuyến mại đăng ký nhiều gói thỏa mãn điều kiện thì sẽ được nhiều mã khuyến mại khác nhau. Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 3 năm 2022 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách hàng tham gia.